Thầy chào các em. Hôm nay thầy và các em sẽ gặp nhau trong tiết tập đọc. Bài tập đọc hôm nay sẽ cho các em thấy lòng dũng cảm của con người không chỉ bộc lộ trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, trong chiến đấu vì lẽ phải, mà còn được bộc lộ trong cuộc đấu tranh chống thiên tai. Bài văn thắng biện các em học hôm nay sẽ khắc họa lên những cái hình ảnh lòng dũng cảm của con người trong cuộc vật lộn với cơn bão biển hung dữ cứu sống quãng đê. Bài tập đọc hôm nay là bài thắng biển. Để bước vào bài học hôm nay, các em phải nắm rõ mục tiêu của bài học. Đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng sôi nổi, biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, trả lời được các câu hỏi trong sách và hiểu được nội dung của bài. Thầy mời các em mở sách giáo khoa trang 76 và nghe thầy đọc toàn bài. Thắng biển. Mặt trời lên cao dần, gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ, khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh, như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Một tiếng ao ao dữ dội, như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm. Hơn 20 thanh niên, cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sóng. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người nghẹt, như những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ quấn chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ, các cậu con trai, mồ hôi như suối hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại, theo Chu Văn. Bài văn này thầy chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho tới cá chim nhỏ bé. Đoạn 2, một tiếng ào dữ dội, quyết tâm chống giữ. Đoạn 3, phần còn lại. Trong bài đọc có một số từ khó, khi đọc các em phải chú ý, và khi đọc các câu dài nhớ ngắt nghỉ hơi. Ầm ĩ, dữ dội, vật lộn, giận dữ, chống giữ. Đọc câu dài. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh, như con cá, như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Hình ảnh con đê các em theo dõi trên màn hình. Đây là cá mập. Cây vẹt là loài cây sống ở rừng nước mặn, lá dày và nhẵn.
chảo. Đây là những cái sợi dây thần bện lại rất là to và rất là bền, người ta gọi là chảo. Trong bài có từ xung kích. Xung kích là đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn và gay go nhất. Thầy mời các em để hiểu rõ bài đọc. Thầy mời các em chúng ta đi vào phần tìm hiểu bài. Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào? Các em theo dõi trên màn hình. Biển đe dọa là mở đoạn 1. Đoạn 2 là biển tấn công. Đoạn 3 là chiến đấu của con người thắng được cơn bão biển. Các em theo dõi theo trình tự nhé. Các trình tự bắt đầu khi từ khi gió nổi lên, nước biển dâng cao đe dọa con đê, rồi nước biển tấn công phá vỡ một khúc đê. Cuộc vật lộn giữa người với người bão biển diễn ra dữ dội. Cuối cùng con người đã thắng được bão biển, hàn gắn lại được khúc đê. Câu 2. Những từ ngữ hình ảnh nói lên sự đe dọa trong cơn bão biển là gió đã bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Từ ngữ hình ảnh ấy gửi cho em điều gì? Cho ta thấy là cơn bão biển rất mạnh, hung dữ. Nó có thể nuốt tươi con đê bất cứ lúc nào. Đây, sợ biển dữ dội và nuốt một phần của con đê. Các em quan sát trên hình. Tiếp theo, chúng ta đi tiếp câu số 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2? Cơn bão biển được miêu tả như một đàn cá voi lớn sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một bên là biển là gió trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ với tinh thần quyết tâm chống giữ. Các em quan sát hình và theo dõi xem những sóng biển dữ dội đang phá vỡ những con đê. Đoạn 1, đoạn 2, tác giả sử dụng biện pháp gì để miêu tả hình ảnh của biển cả? Biện pháp so sánh như con mập đớp con chim nhỏ bé, như đàn cá voi lớn. Biện pháp so sánh ở đây là mập và nhỏ bé. Lớn. Biện pháp nhân hóa, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh, gió giận dữ điên cuồng. Tác giả sử dụng biện pháp ấy có tác dụng gì? Tạo nên sự sinh động, hấp dẫn, giúp người đọc hình dung được cụ thể, rõ nét về cơn bão biển. Câu 4. Tìm từ ngữ hình ảnh trong đoạn 3 thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển. Các em đọc lại đoạn này và tìm những hình ảnh nói lên sức mạnh nhé. Hơn 20 thanh niên, mỗi người vác một vác củi vẹt và nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoét vai nhau thành sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Những bàn tay khoét tay nhau
vẫn cứng như sắt. Thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê. Đây, các em theo dõi và quan sát hình ảnh. Nhiều thanh niên nam nữ đã nhảy xuống ôm những cọc tre để cứu những cái quãng đê. Ở bài thắng biển, gió mạnh, nước dữ, cơn bão biển, hung dữ cuốn phăng con đê mỏng manh. Trong ở ý của đoạn 1 là cơn bão biển đe dọa. Qua tới đoạn 2, sóng trào qua cây vẹt, vụt vào thân đê rào rào, giận dữ điên cuồng. Nói lên là cơn bão biển tấn công. Và đoạn cuối cùng, hơn 20 thanh niên cột chặt vào nhau cọc tre, cứu quãng đê để sống. Là nói lên con người quyết chiến quyết thắng với cơn bão. Nội dung bài học ngày hôm nay trong cái bài thắng biển, các em cùng theo dõi, là ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên. Khi luyện đọc, các em nhớ đọc diễn cảm, các từ ngữ để nhấn mạnh những cái từ ngữ mà nói lên cái cuộc chiến, cái sự đe dọa của con đê và cuộc chiến đấu của giữa người với con đê để quyết tâm chống lại và chiến thắng quãng đê, chiến thắng bão biển để cứu quãng đê sống lại. Các em nghe thầy đọc. Một tiếng reo to âm âm, nhảy xuống quật hàng rào sống, ngụp xuống trồi lên, cứng như sắt, dẻo như chảo, quấn chặt như suối, sống lại. Bài học ngày hôm nay, các em ở nhà đọc lại toàn bài và trả lời những câu hỏi thầy đã hướng dẫn và tìm hiểu cùng với các em trong bài đọc rồi. Bài học của chúng ta tới đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em và chúc các em luôn chăm ngoan học tốt. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.